Đã thế anh mình đến từ cộng đồng thế anh đưa đây cộng đồng chuyên chia sẻ với các dàn IDO, các dàn IDO các dàn IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với sàn c chúng ta sẽ đến một sự kiện đặc biệt uh, của MSC Việt Nam. sự kiện ngày hôm nay chính là sự kiện giới thiệu người dùng mới để chia sẻ bao giải thưởng 5.000 đô với token MX. Uh, sự kiện sẽ gồm có hai hoạt động. Hoạt động thứ nhất đó là mời bạn bè và chia sẻ 3 uh, USDT với token MX. Uh, trong trong hoạt động này thì uh, khi mà cả người mời và người được mời sẽ nhận được 3 USDT giá trị MX. Sau khi người mời hoàn tất KYC và thực hiện giao dịch uh, spot bất kỳ. Đó là các bạn có thể giao dịch với một cái volume bất kỳ như thế nào. Volume thì ở trên spot ở trên MX thì volume uh, tối thiểu là 5 đô. Các bạn chỉ cần nạp vào 5 đô chon hoặc là 5 đô e, uh, XNM chẳng hạn. Chúng ta giao dịch ở trên nền tảng spot ở đây này. Sau khi chúng ta đăng ký hoàn thành một cây system in tính ấy thì chúng ta sẽ đụt đạt, đạt, đủ điều kiện để các bạn có thể nhận được cái airdrop này. Tức là chúng ta sẽ nhận được uh, 3 USDT. Đấy. Uh, còn đối với cái phần đăng ký và cây xác minh tính thì admin đã có một cái video chia sẻ vào ngày 26 11 để hướng dẫn anh em rất là cụ thể rồi Đấy, Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái bước nữa đó là ta điền một cái phong Đấy, chúng ta sẽ mở cái phông này ra link phông mình để ở, ở, phía dưới phần mô tả video chứa trong link telegram chúng ta sẽ ấn vào phần avatar này ấn vào phần profile chúng ta sẽ copy lại cho mình cái uid người dùng ấn luôn vào cái uid nó tự động nó sẽ copy chúng ta và paste vào đây chúng ta khai báo trong phông được chưa bên cạnh cái hoạt động 1 đó là mời và chia sẻ 3.000 usdt thì chúng ta có một hoạt động hai đó là lạp và chia sẻ 20 2, 000 usdt token mx thì trong hoạt động này thì người dùng mới sẽ được 4 đô với mx bằng cách hoàn thành hai nhiệm vụ Ờ, dĩ nhiên là vẫn là phần đăng ký vào cây xác minh linh tính rồi đúng không ạ thì ở hoạt động 1 chúng ta đã làm rồi đúng không ạ tiếp theo chúng ta sẽ đạt cho mình nạp số tiền tối thiểu 50 USDT với MX thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải làm MX thì MX có một cái cách để chúng ta làm như sau MX đây anh em này ở trong phần rút tiền ấy, thì MX nó có cái mạng Nó là mạng Heiko mạng Heiko thì phí rất là rẻ nhá mạng Heco rất là rẻ chúng ta có thể là rút một lượng à, MX heco ra sau đó chúng ta nạp sang cái tài khoản chúng ta ở bên phần Heco này được chưa Đấy. rất là tiện Đấy, MX heco các bạn lưu ý phần này cho mình nhá là MX heco. Đấy, chúng ta nạp vào tối thiểu là 50 mươi giá trị uh, MX Đấy, một uh, cách rất là hay chúng ta có thể rút cái uh, MX heco về ví uh, MetaMask chúng ta uh, mạng heco Chen chuyển sang mạng Heiko nó chúng ta lại nạp ngược đi sàn là xong thôi đúng không ạ đơn giản đúng không ạ à, đấy à, đấy là cái hai cái hoạt động mà chúng ta sẽ cần phải khai báo thì phong ra chỉ cần điền một lần có thể tham gia cả hai hoạt động một luôn các bạn nào không điền phong thì chắc chắn là sẽ không được nhé à. ngoài ra thì có phần thưởng bổ sung để cho người dùng mới ở đây thì chúng ta có thể mở ra để khám phá thêm cái phần này là phần phụ thôi anh em có thể kiểu, uh, làm thêm phần này à, thì dĩ nhiên là trong cái phần này thì anh em nào có khả năng làm cái này thì hoạt động này dành cho cái uh, tận nó sẽ tăng bonus lút, lút ở trong MSC Future thì anh em nào muốn tìm hiểu thêm các bạn bạn có thể mở ra để chúng ta tìm nhé thì phần thưởng sẽ được phân phối cho người dùng trong vòng 7 ngày làm việc sau hoạt động kết thúc và tất cả người dùng hoàn tất phần, phần KC như vậy là khoảng ngày 21 thì token sẽ được phân phối cho chúng ta nhé hoạt động sẽ diễn ra từ 15 đến ngày 15 giờ ngày 8 tháng 12 đến 14 tháng 12 là xong đúng không ạ rồi vừa rồi thì mình đã chia sẻ với anh em về dự án đến từ MSC. Bây giờ thì em sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Chào tiếp theo.